Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng hộ nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay em có lên cho anh em được một siêu phẩm đầu đàn anh em nhá, màu lân tê, bóng bộ siêu mẫu luôn, nét chơi cực kỳ hay, cầu cánh mỏ đều tăm tắp anh em nhá, phao câu lở. Con này nó chơi phải nói là mãn nhãn luôn anh em ạ, chơi liên tù tì luôn. Em quay rất là chi tiết, rất là kỹ cho anh em. Mẫu chim này mà anh em gột để đi chơi dàn móc số thì mỹ mãn luôn anh em ạ. Cánh sẹ gà tre lưng tôm, phao câu lở, săn sục chim tốt, giọng đều, cánh đều. Lúc nó mới mở lòng kè chim thì em không kịp quay, nó xòe ôm cóng anh em ạ. Bung xòe ôm cóng, xòe mãn nhãn luôn. Gọi là quay cái lết chơi như này anh em cũng có thể là thẩm được rồi. Cực kỳ gấu luôn anh em nhé. Đầu mặt sát thủ, cực kỳ dữ luôn. Đấy, cầu cánh mỏ đều tăm tắp anh em nhé, rất chia đều, rất chia nhẹ nhàng. Thế những mẫu chim này mà anh em về anh em gột thêm một thời gian nữa là anh em có thể là đi treo dàn móc số vô tư luôn anh em ạ. Nói chung là những con chim bổi đầu đàn như này thì nó quá là dữ rồi, quá là gấu rồi, không cần phải gọi là xét về cái độ tố chất của những con chim bổi đầu đàn rồi. Nó chiếm lĩnh một thung rồi thì nó quá là VIP rồi. Một mẫu chim bóng bộ đẹp, cầu cánh mỏ đều, giữ chim già rừng, có gáy ngựa anh em nha, hầu bò gáy ngựa, màu trồng về phía trước luôn. Con này thì màu không bao giờ cụp được anh em ạ. Đấy, lưng tôm cánh sẹ có lúc lên cánh, cánh nó gắt cầu cơ. Rất giữ chim. Đấy, cánh chơi rất chi là đều anh em nhé. Mỏ đều, giọng rất chi hay. Chim này là của núi đá Lạng Sơn anh em nhé. Đấy, nói chung là những em chim bổi đầu đàn thì giá thành nó cũng không có hề rẻ đâu anh em nhé. Anh em cứ thẩm trực tiếp thì clip. Anh em nào mà muốn bảo tồn em nó để về gột sàng của cà phê thì cứ nhớ máy alo trực tiếp số tại của em. Em thì vẫn có ship đi mọi miền Tổ quốc cho anh em, và bao chim đến tay anh em luôn luôn chuẩn chim và khỏe mạnh anh em nhé. À, anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian, cho em một like và một nút đăng ký kênh. À, em nhớ ấn vào quả chuông thông báo anh em nhé, để khi mỗi lần em lên clip mới là anh em có thể là xem được những con chim em tuyển về em lên cho anh em. Anh em có thể là xem được luôn anh em nhé. Quá ok rồi, mỏ ra xoang xoác xoác, cầu cánh rất chi là đều. Phải nói là giữ chim thật anh em ạ. Để nó một mình ở giữa oánh luôn cả hai con, hai con hai bên luôn. Đấy, cứ cánh xong lại mỏ, xong lại đi cầu, quá đều luôn anh em ạ. Đấy, cánh sẹ gà tre. Nói chung là em Tùng đã đi tuyển chim cho anh em ấy, thì em tuyển rất chi là kỹ, từ bóng bộ, từ tố chất. Thật ra là anh em yên tâm về cái độ tố chất của con chim. Và anh em gọi là anh em chỉ cần bỏ thời gian ra anh em chăm sóc, gọi là mài giũa thêm, thuần hóa thêm em nó thôi. Và đã đến với em thì anh em yên tâm về cái chất lượng con chim. Nhiều anh em không biết nhưng nói những con chim sao đắt thế mới đắt vừa. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Chim rẻ đấy, vừa rồi em cũng thanh lý những con chim em bắt được lại của người ta. Chim ví dụ chim thả Avi ấy, nó chỉ có 200.000 đến 250.000 thôi, đến 300.000 thôi. Những con chim, chim gọi là chim từ má trắng người ta nuôi thả vì người ta bỏ ra, những chim đấy nó không có giọng đâu, nó chỉ lên lên thái độ nhưng nó không có giọng. Còn những con chim bổi tuyển bẫy đấu thì giá nó sẽ không có rẻ, mà giọng nó rất là già rừng và rất là hay. Đấy, nói chung là anh em nào ưng cái mẫu chim em tuyển thì cứ nhớ alo cho em nhé. Cái clip em quay khá là chi tiết và khá là dài, anh em có thể là tự thẩm được. Còn con chim nó như thế nào thì nó thể hiện sơ qua trên clip cho anh em rồi, anh em có thể tự thẩm. Rồi, clip em cũng xin kết thúc ở đây. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn toàn thể anh em và mọi người vào clip tiếp theo của em nhé.